hốt vào mà không cho ra. Sau đây là câu chuyện sự thật 100% xảy ra ở tu viện miền Trung Việt Nam, được một người tin nhân quả và tin Phật kể lại. Có một ni sư lớn tuổi, cũng có thể gọi là sư bà. Sư bà tu khá lâu nên được mọi người biết và ngưỡng mộ. Sư bà này rất tự hào là mình dòng dõi vua chúa, tôn thất, tôn tặng, tôn nữ. Bà rất bạc thiệp thông minh, cho rằng mình học cao hiểu rộng hơn mọi người. Bà được mọi người cung phụng hầu hạ, nên được rất nhiều người biếu tặng thức ăn và những đồ cao cấp. Ai biếu tặng bao nhiêu, bà cũng nhận và đem cất vào phòng làm của riêng. Chưa bao giờ bà cho chúng trong chùa một hộp sữa, một chai nước tương hay một hũ chao. Thỉnh thoảng, bà gọi con cháu đến chơi và đưa đồ người ta biếu bà và kêu đem về nhà. Lấy hoài, mấy đứa cháu bà cũng ngại, nên người nhà và con cháu chỉ lâu lâu mới ghé thăm thôi. Một điều nữa vô cùng quan trọng, bà đợi đến trưa, mọi người không ai để ý, bà nhờ người kêu mấy người thương nhân ở dưới chợ lên để bán những đồ biếu tặng. Có người ngại đồ cúng của chùa nên không mua hoặc từ chối, nhưng cũng có một số người vẫn mua vì giá quá rẻ. Bà có đủ loại đồ cao cấp như sữa Insua do nước ngoài sản xuất dành cho người già, giá trên 200.000 đồng. Vậy mà bà chỉ bán vài chục ngàn một lon, lấy tiền để dành. Mỗi bữa ăn, bà được thị giả bưng vào phòng riêng một mâm thức ăn đầy đủ. Vậy mà ngày nào, bà cũng chạy ra phòng ăn của đại chúng, lấy thêm thức ăn. Mọi người đều thấy ngạc nhiên, nhưng không ai dám nói vì sợ bị sư bà trừng phạt. Sự việc kéo dài khá nhiều năm, ngày nào cũng vậy. Đồ ăn do chị hậu cần đem lên ăn không hết để thừa, nhưng ngày nào bà cũng phải lấy thêm. Ăn không hết, bà đem phơi khô để dành. Nhiều quá hôi thối không có chỗ để, lâu lâu bà đem ra thùng rác đổ. Việc này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhưng không ai dám nói. Tuy được chăm sóc rất chu đáo, quà người ta biếu cũng khá nhiều, nhưng tình hình sức khỏe của sư bà ngày càng yếu đi. Đúng là hốt vào nhiều mà không chịu cho ra, nên trái với quy luật tự nhiên, hay có thể nói là quả báo. Nhiều đệ tử thân thích thấy bà ốm quá, sức khỏe không tốt, nên gửi tiền thêm cho chị nấu bếp để làm thêm vài món đặc biệt để sư bà ăn có sức khỏe. Không bao lâu, việc đó sư bà phát hiện, vì mỗi bữa ăn có những món lạ. Bà cho người gọi chị nhà bếp lên, hỏi thì mới biết những món đó chị nấu riêng cho sư bà dùng. Bà đề nghị chị nhà bếp không được nấu nữa, vì sư bà sợ phải trả thêm khoản tiền. Hiểu ý nên chị nhà bếp thưa sư bà yên tâm, tất cả các món nấu cho sư bà đã có người tài trợ. Nhưng bà vẫn không chịu, vì sư bà nghi ngại sợ phải trả thêm tiền. Không biết vì sao tiền của thì nhiều, nhưng sức khỏe của bà ngày một yếu đi. Bà không bao giờ chia sẻ hay giúp đỡ kẻ khác dù là ai, trừ dòng họ bà con thân yêu của sư bà mà thôi. Câu chuyện hốt vào mà không cho ra còn nhiều đoạn hấp dẫn. Có dịp, có thêm tin tức xác thực, chúng tôi sẽ kể tiếp vì cuộc đời của sư bà chưa kết thúc. Câu chuyện thứ 6. Việc lành dẫn đến duyên lành. Thời kỳ sau khi tôi tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, một sự việc đặc biệt xảy ra đã tác động đáng kể đến cuộc đời của tôi sau này. Lúc bấy giờ, do nhớ đến công ơn vị ân sư, tôi mong ước mời thầy Hoàng Nhân đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Hai hãng máy bay Pan Am của Mỹ và Qantas của Úc có chương trình hợp tác tổ chức tour cho khách đi du lịch vòng quanh thế giới với ghế ngồi hạng nhất. Mỗi chặng dừng chân đều có xe Mercedes hoặc Rolls-Royce đón tận phi trường đưa về ở tại khách sạn 5 sao. Tất cả chi phí chuyến đi bao gồm cả ăn uống và di chuyển vào khoảng hơn 21.000 đô la Mỹ, cách đây gần 30 năm, đó là một khoản tiền khá lớn. Thế nhưng không ngờ thầy tôi biên thư từ chối mà nói rằng: "Thầy rất cảm động trước lòng tốt của con, nhưng thật ra thầy đã có dịp đi nhiều nơi trong nhiều đời rồi. Nếu quả con thương thầy thì hãy dùng số tiền đó giúp đỡ chúng sinh. Như vậy là đã trả ơn cho thầy." Đọc thư thầy, tôi xúc động chảy nước mắt. Những năm ấy, đất nước mới hòa bình nên còn rất nhiều khó khăn.
Tôi hỏi thăm thầy cách thức gửi quà cáp, thuốc men về nước, nhưng thầy từ chối tất cả và còn yêu cầu tuyệt đối không được gửi. Thầy nhắc lại lời dạy trước đây. Nếu thương quý thầy, nên làm những việc tốt giúp đời và tuyệt đối tránh không làm điều sai quấy. Xúc cảm trước tấm gương của thầy, tôi phát tâm nguyện rằng từ đây cho đến cuối đời, hễ mỗi khi hướng dẫn bất kỳ ai tu tập, học hỏi về giáo lý, thiền định, nói chung tất cả những vấn đề về tâm linh, tôi tuyệt đối không nhận tiền. Người Âu Mỹ vốn rất sòng phẳng, mỗi khi theo học về giáo pháp, họ đều đề nghị trả công đầy đủ, thậm chí hậu hỷ. Nhưng sau khi phát tâm nguyện làm theo lời dạy của ân sư, tôi từ chối không nhận thù lao như trước nữa. Điều này khiến những người theo học tôi rất ngạc nhiên, khi nghe tôi giải thích ngọn nguồn thì họ đều xúc động. Tại Âu Mỹ, rất nhiều người giàu có, đồng thời cũng không ít những người mang trong lòng niềm đau khổ vô biên. Đây là một tâm trạng khá phổ biến trong xã hội văn minh tiến bộ ngày nay. Căn bệnh tinh thần này không thuốc gì chữa khỏi, nên mọi người thường hướng đến niềm tin tâm linh để tìm sự giải thoát. Tôi may mắn được ân sư truyền dạy bí quyết giữ cho mình luôn sống một cách an lạc. Vì vậy, rất nhiều người đến xin thọ giáo phương pháp tu tập, tìm sự bình yên trong tâm hồn. Thật ra, chẳng qua họ là những người đang vác tảng đá nặng trên vai, đi trong cuộc đời. Nếu biết cách vứt bỏ, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế nhưng, muốn vậy, cũng phải làm cách nào cho đúng. Chứ nếu loài hoài để cho tảng đá rơi ngay chân mình, chỉ càng thêm thương tật mà thôi. Tâm những người ấy tự như một tấm kính bao nhiêu năm trời bị lớp bụi vô minh che lấp. Nay tôi chỉ cần hướng dẫn họ cách thức dùng khăn lau sạch để lộ ra bản lai diện mục sáng ngời bên trong thì mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Trước đây, nhiều người đặt mục đích sống ở đời là tìm cách kiếm cho được nhiều tiền hoặc lao vào con đường danh vọng với những bậc thang phải trèo lên mãi mà không có điểm dừng. Nay một khi tâm đã thức tỉnh, họ quán chiếu mọi sự và nhận ra những thứ ấy chẳng qua chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích trong cuộc sống. Từ đó mà tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Một số anh em kiên trì thực tập và đạt được thành công. Vui mừng về kết quả đạt được, nhiều người ngỏ ý muốn đền ơn bằng tiền bạc, nhưng tôi một mực từ chối. Là một người tầm thường như bao nhiêu người khác, nên tôi không phải không có những lúc yếu lòng. Có những thời kỳ lâm vào cảnh túng bấn, gặp đúng dịp các môn sinh gửi biếu 5-10 ngàn đô la. Một khoản tiền hoàn toàn không nhỏ, khiến đôi khi tôi cũng băn khoăn. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, và tôi mong mỏi giữ được lời hứa của mình cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Ngay cả mỗi khi về nước, hễ nơi nào mời đến nói chuyện về tâm linh, tôi luôn sẵn sàng và không bao giờ nhận tiền. Nhưng nơi nào đề nghị trao đổi về kinh nghiệm trong việc kinh doanh hay giao tiếp quốc tế đều phải trả công cho tôi sòng phẳng, tương xứng với công sức lao động bỏ ra. Năm này qua năm khác, hễ bất kỳ nơi nào cần hướng dẫn tu tập, tôi đều không nề hà vì nghĩ rằng mình chỉ bỏ ít thì giờ mà có thể giúp được nhiều người thoát khỏi đau khổ. Cứ thế mà tôi đi khắp nơi, từ Mỹ, Úc, Anh, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, kể cả Mexico, Argentina, qua cả châu Phi như Côte d'Ivoire, Ivory, Nam Phi. Gặp những tháng hè rảnh rỗi, tôi chịu khó bỏ hết công việc giúp cho anh em. Họ lo vé máy bay và việc ăn ở cho tôi, nhưng thật ra nơi nào không có điều kiện tôi vẫn có thể tự túc được. Trở lại với các anh em mà tôi đã từng hướng dẫn sang đất Phật trước đây. Liên tiếp mấy năm sau, nhóm chúng tôi đều tổ chức đi sang Ấn Độ và Nepal để hành hương chiêm bái. Tuy nhiên, nếu trước đây tôi đưa mọi người đi với tư cách gần như là một hướng dẫn viên du lịch, thì bây giờ họ lại tỏ thái độ một mực kính trọng. Vì thế đâm ra có khoảng cách. Điều này quả thật khiến cho tôi không cảm thấy thoải mái, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Họ coi tôi như một bậc thầy và luôn chăm chú lắng nghe những điều tôi trao đổi về các cách tu tập. Những gì tôi học được ở vị thầy của mình trước đây
thì nay tôi đem ra chia sẻ với họ. Đến năm thứ ba, một lần khi mọi người đang ngồi dưới cội bồ đề, bỗng nhiên anh em đưa ra đề nghị. Thưa thầy, hầu hết các nước đều đã xây dựng chùa ở bồ đề đạo tràng, mà tại sao Việt Nam lại không có? Lần nào sang đây, thầy trò cũng phải ăn nhờ ở đậu tại chùa Miến Điện. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc xây dựng một ngôi chùa Việt Nam tại đất Phật? Tôi trả lời, đây chính là điều tôi tha thiết muốn làm nhưng hoàn toàn không đủ khả năng. Sở dĩ các nước khác làm được là vì chính phủ họ bỏ tiền ra. Còn tôi cũng như các anh em, tiền lương dạy học rất khiêm tốn, làm sao đủ sức xây dựng nổi một ngôi chùa. Họ đồng thanh trả lời, thầy đừng lo, mấy năm nay chúng con đã theo học với thầy, nay anh em xin được góp sức giúp thầy đạt ý nguyện. Tôi thận trọng nhắc nhở, các anh đừng quên đang đưa ra lời hứa dưới cội bồ đề linh thiêng, nếu vị nào không giữ lời, e rằng phải đầu thai kiếp khác để trả cho xong. Sau lần đó, chúng tôi chia tay nhau mỗi người một ngã, người về nước Ý, kẻ về Úc, Pháp, Áo, Tân Tây Lan, và tôi cũng quên đi câu chuyện trao đổi ấy. Không ngờ anh em nhất quyết thực hiện lời hứa. Người có đất bán đất, có xe bán xe, mỗi người gom góp một ít tùy theo khả năng rồi trao hết cho tôi. Lúc bấy giờ tôi đang ở tại Paris, người mang tiền đến chính là giáo sư Durand. Vừa là thầy lại vừa là cấp trên của tôi. Thông thường bên châu Âu hễ sếp muốn gặp nhân viên thì cho gọi, chứ hiếm khi nào họ đến chỗ cấp dưới. Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc chung với nhau, giáo sư thân chinh đến gõ cửa phòng làm việc của tôi và trao tận tay số tiền gói trong tờ báo Le Monde. Ông trịnh trọng nói, thưa thầy, đây là số tiền anh em gửi biếu thầy để bắt tay vào việc xây chùa. Sau đó, chúng tôi phải đi dự một hội nghị tại Nhật Bản. Giáo sư Durand đặt phái tôi sang Tokyo chuẩn bị trước một số công việc. Rồi ông ký giấy cho tôi nghỉ phép để tôi có thể bay thẳng từ Nhật sang bang Bihar của Ấn Độ xúc tiến việc tìm mua đất. Khi cầm trong tay khoản tiền đầu tiên, tôi vô cùng xúc động, đồng thời là hết sức lo lắng vì cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Nghĩ lại mới thấy, chính nhờ tôi giữ đúng lời phát nguyện, xuất phát từ tình cảm đối với vị ân sư, mà từ đó bao nhiêu duyên lành đã đến với mình. Đây chính là một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm được trong chính cuộc đời này. Câu chuyện thứ bảy, quả báo trên đất Phật. Trong số những nhân vật đến Việt Nam Phật Quốc Tự rồi đi, tôi vẫn còn giữ kỷ niệm thật vui về ông Bảy, người đã trải qua hơn 3 tháng gắn bó với Việt Nam Phật Quốc Tự trong thời kỳ chùa đang xây dựng. Vào năm 1996, tôi sang bang California của nước Mỹ tham dự một hội nghị về trao đổi văn hóa. Nhân dịp đó, các Phật tử có mời tôi nói chuyện một buổi về Việt Nam Phật Quốc Tự tại Cali. Sau khi kết thúc, mọi người ùa đến vây quanh tôi xin chụp hình lưu niệm. Bỗng nhiên, có một cụ già người Việt dáng vẻ quắc thước đến nhét một miếng giấy vào tay tôi và nói một cách thành khẩn. Thưa thầy, xin thầy đọc giùm con ngay. Tôi lấy làm lạ, nên khi mọi người mời vào bên trong ngồi uống nước, tôi bèn mở tờ giấy ra xem. Trong thư chỉ ghi có một hàng chữ ngoệt ngoạc. Xin thầy vui lòng cho con gặp mặt để thưa một việc cần kiếp, nếu không còn chết mất. Tôi kinh ngạc, không hiểu nguyên do gì mà một người hoàn toàn xa lạ lại viết thư cho tôi với lời lẽ căng thẳng như vậy. Nhìn thấy ông đang đứng gần đó với vẻ mặt băn khoăn chờ đợi, tôi vẫy ông đến gần và xin số điện thoại, hẹn sẽ gọi điện trao đổi sau. Vừa về đến khách sạn, tôi gọi điện thoại cho ông ngay. Ông kể rằng ngay từ nhỏ đã ao ước đi tu nhưng chưa có duyên lành. Nay được nghe tôi kể chuyện xây dựng ngôi chùa trên đất Phật, ông rất cảm xúc và tha thiết xin theo về chùa để tu. Tôi khuyên ông nếu muốn vậy thì phải bàn bạc với gia đình và thu xếp mọi việc thật yên ổn rồi mới ra đi, chứ không nên nôn nóng vội vàng như thế. Ông bèn mời tôi tuần sau đến nhà chơi. Thế là chỉ trong vòng một tuần lễ,
ông quy tụ đầy đủ con cháu, dâu rể ở rải rác khắp các tiểu bang trên đất Mỹ, tập hợp tại nhà ông. Khi tôi đến nơi, được cả nhà đón tiếp một cách trịnh trọng, mời ngồi trên một cái ghế cao, còn mấy chục thành viên trong gia đình xúm xích chung quanh. Mọi người coi tôi như thượng khách và tỏ ra cung kính, khiến tôi khá ngỡ ngàng. Ông bà có vẻ là người chân chất, ít chữ nghĩa. Tuy nhiên, họ dạy dỗ con cái rất tốt. Tuy tất cả đều đã trưởng thành, dâu rể có cả người nước ngoài, nhưng đều tỏ ra rất hiếu đạo và tôn kính cha mẹ. Sau khi trao đổi mấy câu chuyện xã giao, ông Bảy nghiêm trang đứng lên, nói về ước nguyện muốn được đi tu. Tôi góp ý. Nếu ông Bảy muốn đi tu, thì phải có sự đồng ý của bà Bảy và các con cháu trong gia đình. Và tôi quay sang hỏi bà vợ. Ông Bảy muốn theo tôi sang đất Phật để tu hành, vậy bà có đồng ý hay không? Bà nhỏ nhẹ trả lời. Thưa thầy, con không phản đối, nhưng xin được đi theo để lo cho ông. Ông Bảy liền trợn mắt và lớn tiếng. Không được, bà cứ để tôi đi một mình, chừng nào đắc đạo tôi trở về độ cho bà. Bà Bảy thở dài và lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt, chứ không dám nói gì thêm. Khi ông quay sang hỏi ý kiến các con, thì người nào cũng rụt rè, tán đồng, chứ không dám nói trái ý cha. Thấy vợ có vẻ buồn, ông quay sang cự nữ. Tôi đã hy sinh suốt mấy chục năm nay lo cho gia đình, bây giờ bà phải trả tự do cho tôi, muốn làm gì thì làm chứ. Bà vợ rầu rĩ cúi mặt và lấy khăn chùi nước mắt, khiến tôi rất xúc động, nên quay sang nói với ông Bảy. Thôi, ông cũng nên thông thả, để tôi có thời gian sắp xếp mọi việc sẵn sàng rồi mời ông sang. Nếu quả ông có phước duyên thì thế nào cũng sẽ được toại nguyện, dục tốc bất đạt. Tôi đứng dậy từ giã cả gia đình. Trước khi ra về, tôi đến an ủi bà Bảy. Bà cứ yên tâm, nếu không được phép của bà, tôi sẽ không dẫn ông đi đâu. Sau khi hội nghị kết thúc, tôi trở về Ấn Độ. Không bao lâu sau, tôi liên tục nhận được điện tín và cả điện thoại của các con ông Bảy yêu cầu tôi trở qua Mỹ gấp để cứu cha họ. Tuy không hiểu ức giáp gì, nhưng nghe nói có chuyện cần kiếp liên quan đến tính mạng con người, nên tôi vội vã thu xếp công việc bay sang Mỹ. Qua đến nơi, tôi mới rõ sự tình. Thì ra, sau khi tôi về lại Ấn Độ, ông Bảy hết sức thất vọng và một mực dọa rằng nếu không được đi tu, ông sẽ tự vẫn. Thế là từ đó, hễ ông đi đâu làm gì cũng đều có người thân đi theo, kể cả khi ông vào nhà vệ sinh. Tình trạng căng thẳng kéo dài, nên cả gia đình hợp nhau lại, bàn bạc và đành chấp thuận để ông sang Ấn Độ vì sợ ông tự vẫn chết bất tử. Sau đó họ mới đánh điện và gửi vé máy bay mời tôi sang Mỹ để đón ông. Công việc xây dựng chùa đang rối rắm trăm bề mà bỗng nhiên giờ đây tôi lại phải mang thêm một gánh nặng. Còn về phần ông Bảy thì việc quá nôn nóng muốn đi tu cũng không phải là tốt. Thế nhưng tôi cũng không thể từ chối trước mong ước quá thiết tha của ông. Khi biết ý nguyện của mình sắp được thực hiện, ông Bảy vui vẻ sung sướng như trẻ con được quà. Nhìn thấy tôi mặc chiếc áo kiểu Ấn Độ, ông bèn hỏi mượn để làm mẫu vì ông vốn là thợ may. Tôi cứ tưởng có lẽ ông muốn may tặng tôi vài bộ để coi như ra mắt sư phụ. Ai ngờ ông may đo cho chính ông, làm tôi mừng hụt. Rồi ông sục sạo tìm mua cả trăm cuốn sách kinh đóng thùng mang sang đất Phật. Ông yêu cầu các con phải mua vé máy bay hạng nhất cho cả hai thầy trò, vì theo ông, một lần đi tu là một lần khó. Thế nhưng tôi không đồng ý, tôi luôn luôn đi vé máy bay loại thường cho đỡ tốn kém. Chỉ khi nào các trường đại học mời hay những hội nghị quan trọng mà tiêu chuẩn dành cho đại biểu là vé máy bay hạng nhất thì tôi mới miễn cưỡng chấp nhận. Cuối cùng, ông phải chịu theo ý tôi đi loại vé thường. Trước ngày lên đường, các con của ông đến gặp riêng tôi, dặn dò đủ thứ, chẳng khác nào tôi là con rể của ông. Thậm chí, có người còn nhét vào túi xách tôi vài chai dầu gió và căn dặn. Con có đưa dầu cho ba con rồi, nhưng thầy cũng giữ thêm vài chai, khi nào ba con xài hết thì đưa cho ông. Người lại ân cần nhờ vả.
Ba con thích ăn ngon, con xin gửi thầy ít tiền, để khi nào ba con thèm món gì nhờ thầy mua giúp. Tôi thật sự ngao ngán trước viễn cảnh phải lo phục vụ thêm một ông cụ, trong khi bản thân mình công việc đang ngập đầu ngập cổ. Nhưng mặt khác cũng rất cảm kích trước lòng hiếu đạo của những người con. Tôi nghĩ thầm, chắc kiếp trước mình còn mắc nợ ông, nên giờ đây phải trả. Ngày lên đường, khi đã yên vị trên máy bay, ông bày tỏ ra vô cùng sung sướng và bắt đầu mở máy nói oang oang. Tôi nhắc nhở ông. Ông bình tĩnh lại, máy bay vẫn còn đang bay trên nước Mỹ, chứ chưa đến đất Phật đâu. Suốt mấy tiếng đồng hồ trên đường từ Mỹ sang London, ông nói chuyện không ngừng, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Máy bay vừa đáp xuống phi trường London, ông hứng khởi thốt lên. Mô Phật, thưa thầy, thế là con đã đến được đất Phật. Tôi bật cười. Chưa đâu, chúng ta chỉ mới tới ăn lê thôi. Máy bay dừng lại London để tiếp nhiên liệu rồi lại tiếp tục bay sang Ấn Độ. Ông bãi khắp khởi vui mừng, tưởng rằng chỉ 1-2 giờ đồng hồ nữa sẽ qua tới đất Phật. Nhưng khi biết rằng phải mất đến hơn 8 tiếng thì ông tỏ ra hết sức nôn nóng. Khi máy bay đáp xuống thủ đô New Delhi, ông bãi mừng rỡ quay sang tôi. Mô Phật, thưa thầy, con sung sướng quá, bây giờ con đã được tới đất Phật, được theo gót ngài Huyền Trang, được theo thầy rồi. Ngay khi vừa đặt chân xuống phi trường, ông vội quỳ xuống thành kính hôn lên mặt đất, là mấy ông Tây Bà Đầm lấy máy hình ra chụp ảnh lia lịa. Ra đến chỗ nhận hành lý, thấy ông già cả nên tôi định xách vali giúp, nhưng ông nhất định không chịu. Thầy để con xách, thầy mà xách thì con mang tội chết. Lúc ấy thời tiết bắt đầu vào hè nên ông bảo tôi. Thưa thầy, trời nóng quá, con đề nghị thầy trò mình vào ở trong khách sạn 5 sao. Không, không nên, ở đó rất mắc, hơn cả $100 một ngày. Mấy trăm cũng được, không sao đâu thầy. Nhưng tôi nhất định không chịu, nên cuối cùng ông phải chịu ý tôi về ở tạm tại một ngôi chùa. Biết ông đã quen với tiện nghi, nên tôi mua vé xe lửa toa có máy lạnh để đi từ New Delhi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Chứ còn thông thường, tôi luôn luôn đi vé ngồi cho đỡ tốn kém. Suốt chặng đường, ông lại tiếp tục thuyết pháp. Lúc đến Việt Nam Phật Quốc Tự, thấy cảnh vườn cây xanh, ông tỏ ra mừng rỡ vô cùng, khiến tôi cũng vui lây. Thưa thầy, con từ Bắc vào Nam, từ Việt Nam sang Mỹ, rồi đi khắp các nước mà chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp và thơ mộng như cảnh chùa mình. Bắt đầu từ đó, ông dành làm hết mọi việc, đến nỗi khi tôi tụng kinh, ông cũng bảo để ông tụng thay. Mỗi bữa ăn, ông nấu cơm rồi dọn cho tôi, giống y như trong nhà hàng. Bày đầy đủ bát đĩa và cả khăn ăn rất trịnh trọng. Đặc biệt, không bao giờ ông chịu ngồi ăn chung với tôi. Thông thường, mỗi sáng tôi cúng Phật bằng nước lạnh. Từ khi có ông, thì hằng ngày ông pha trà để cúng Phật, chư Bồ Tát ở chính điện và bàn thờ chư Tổ, chư liệt vị anh hùng ở phía sau chính điện. Thái độ thành tâm của ông khiến tôi rất vui. Tôi lại nghĩ sau bao nhiêu năm cô độc, vất vả, có lẽ nay chư Phật, chư Bồ Tát thương tình ban cho người đệ tử già bầu bạn để đỡ hiu quạnh. Suốt hơn một tháng đầu, ông phấn khởi làm mọi việc một cách đầy nhiệt tình và rất đúng giờ. Hằng ngày trước khi cúng Phật, ông pha cho tôi một bình trà. Vậy là tôi vừa ngồi nhâm nhi ly trà, vừa nghe ông tụng kinh mà lòng cảm thấy rất êm ả, thanh thoát vô cùng nơi đất Phật. Nhưng sau đó bỗng nhiên, ông bắt đầu tụng kinh trễ nải dần, rồi từ từ bỏ luôn. Một buổi sáng, không thấy ông pha trà tụng kinh như thường lệ, tôi vào phòng hỏi thăm. Sao hôm nay ông Bảy không tụng kinh? Thưa thầy, mình mấy con đau nhức quá. Chắc là ông bị bệnh rồi, ông có cần bác sĩ không để tôi đi kêu. Ông có vẻ không tin tưởng bác sĩ Ấn Độ nên lắc đầu. Tôi trở ra tự pha trà rồi đi tụng kinh. Tụng xong vẫn không thấy bóng dáng ông đâu, tôi bèn xuống bếp nấu ăn. Cơm nước xong xuôi, tôi gọi ông ra ăn thì ông nhất định không chịu ăn như mọi khi. Sau khi tôi ăn xong, ông vẫn tiếp tục nằm yên trong mùng, khiến tôi rất lo lắng. Vì nếu lỡ ông lâm bệnh nặng thì thật phiền toái,
mà nếu có mệnh hệ nào lại càng nguy hơn, nhất là trong lúc việc xây chùa còn đang ngổn ngang. Vậy là tôi phải dọn cơm vào mâm rồi bưng đến tận giường cho ông. Ông nói rằng sợ tội nên không dám ăn, tôi phải dỗ dành. Thôi, ông ráng ăn đi, ông không chịu ăn, tội còn nặng hơn. Đồng thời tôi nghĩ bụng, đúng là quả báo nhãn tiền. Lúc trước để ông pha trà cho mình, thì nay mình phải nấu cơm bưng đến tận giường hầu ông. Và hơn thế nữa, lúc ông nằm một chỗ, tôi phải giặt giũ áo quần cho ông. Quả thật, đây là quả báo nhãn tiền của tôi. Sau đó tôi bắt đầu trở lại nếp sống cũ, hằng ngày dậy sớm pha trà, tụng kinh, tiếp theo chuẩn bị bữa cơm, rồi bưng vào tận giường năn nỉ ông Bảy ăn. Vào một buổi chiều mưa, sau thời tụng kinh chiều, tôi đang ngồi thanh thản, ngắm nhìn cảnh vật mờ ảo bên ngoài. Thỉnh thoảng, những tia chớp lóe lên, chiếu sáng những hạt mưa óng ánh rơi trên tàu lá chuối, lắng nghe tiếng ẩn ương ếch nhái hòa cùng với tiếng mưa rơi thánh thót trên lá cây trong vườn, làm thành một bản hòa tấu thật du dương. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng người khóc nên vội vàng đi xuống, thì thấy ông Bảy đang ngồi trên bậc cầu thang khóc nức nở. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì đó ông Bảy?" "Thưa thầy, con buồn chịu không nổi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ buồn ghê gớm đến như vậy." Lúc đó lòng tôi đang vui nên thoạt đầu không hiểu được điều ông nói. "Tại sao ông lại buồn?" "Thưa thầy, con nhớ nhà quá." "Nhưng ông nhớ ai?" "Dạ, con nhớ má thằng Út." Hóa ra ông đang nhớ bà Bảy, tôi bật cười. "Tại sao ông không nhớ ai hết mà chỉ nhớ má thằng Út?" "Thưa thầy, con coi má thằng Út như mẹ ruột của con vậy." "Ủa, sao kỳ vậy? Tại sao ông lại coi bà Bảy như mẹ mình?" "Thưa thầy, con vốn mồ côi từ nhỏ nên rất thiếu tình thương. Đến khi gặp má thằng Út thì bà hết mực yêu thương chiều chuộng con. Hễ mỗi khi con bệnh là bà chăm sóc tận tình, nấu phở cho con ăn, kho thịt, nấu cháo." Thế là ông bắt đầu một câu chuyện tràn gian đại hải về những điều mà bà vợ yêu quý thường làm cho ông. Hồi lâu ông vẫn không chịu ngưng, khiến tôi phải cắt ngang: "Thôi, đủ rồi, ông đừng kể nữa." Lúc chuẩn bị đi Ấn Độ, ông Bảy nặng nặc đòi chỉ mua vé một lượt vì nhất quyết ở lại luôn nơi đất Phật. Tuy nhiên tôi không đồng ý mà cẩn thận yêu cầu các con ông mua vé khứ hồi để ông có thể trở về Mỹ bất cứ lúc nào. Quả nhiên, điều tôi dự phòng đã xảy ra, mà lại sớm hơn là tôi nghĩ. Tính ra ông chỉ mới lưu lại chùa được hơn 3 tháng. Tôi thở dài bảo ông: "Thôi, ông cứ thu xếp đồ đạc, tôi sẽ đưa ông về Mỹ." Nghe tôi nói như vậy, ông mừng rỡ te te trở về phòng. Sáng hôm sau, vừa tụng kinh xong, tôi đi xuống lầu thì thấy 2-3 cái vali nằm ngổn ngang ở chân cầu thang. Tôi ngạc nhiên gọi: "Ông Bảy, vali của ai để đầy cầu thang vậy?" "Bạch thầy, hôm qua thầy đã bằng lòng đưa con về Mỹ." "Trời đất, làm sao tôi đưa ông đi ngay được? Ít nhất phải chờ 1-2 tuần lễ để tôi chuẩn bị sắp xếp công việc của chùa đâu vào đó rồi mới đưa ông đi được chứ." Ông tiêu nghỉu đem vali vào phòng. Sau khi thu xếp mọi việc xong xuôi, tôi mua vé xe lửa đưa ông đến sân bay New Delhi. Suốt dọc đường ông xin lỗi rối rít: "Con rất xấu hổ vì đã làm phiền thầy, xin thầy tha lỗi cho con." Tôi an ủi ông: "Thôi, không có gì phải ái nái, chẳng qua kiếp trước chắc là tôi còn thiếu nợ ông." Ông hứa với tôi: "Lần này con về, thu xếp chuyện gia đình xong sẽ trở qua tu luôn với thầy." Ông nói câu này một cách hết sức chân thành, khiến tôi không nhịn được cười. Tôi đưa ông ra sân bay rồi đứng bên ngoài chờ ông làm thủ tục. Đinh ninh khi làm xong, thế nào ông cũng quay ra để thầy trò chào tạm biệt. Không ngờ ông quá vui mừng trước viễn cảnh được gặp lại vợ con nên đi thẳng lên phòng cách ly, quên khuấy lưu việc quay lại chào từ giã tôi lần cuối. Một chuyện vui khác là sau khi về đến Mỹ, hằng ngày cứ mỗi bữa ăn, ông đều xới một chén cơm và một đĩa thức ăn rồi hướng về đất Phật, lầm rầm khấn vái tên tôi, khiến cho mấy đứa con cứ tưởng rằng tôi đã chết.
Câu chuyện thứ 8, nhân nào quả đó. Vài lần nói chuyện cũng như viết bài, tôi đã kể một phần nào cuộc đời không may mắn của tôi thời thơ ấu, mà tôi thường nói vui là tôi sinh nhầm ngôi sao lạch ạch, hay còn gọi là sao xấu. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mang nhiều chứng bệnh nan y mà nhiều vị bác sĩ và lương y vào thời đó tiên đoán rằng tôi sẽ không sống lâu. Bệnh hoạn dồn dập làm cho thân thể tôi ốm yếu gầy còm, và có lẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến tinh thần của tôi chăng. Tôi thấy ai tôi cũng sợ, cái gì tôi cũng lo, gặp cái gì khó là bị hốt hoảng. Cứ thế mà tôi thường ôm mặt lẫn vào trong bóng tối khóc một mình để không ai biết. Rồi mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, cơn sợ hãi trong tôi càng tăng thêm. Tôi sợ bóng tối, sợ ma quỷ có thể đến bắt tôi vào những lúc trời tối. Tôi nhớ lúc nhỏ, nhiều lúc tôi mong mỏi mặt trời đừng bao giờ lặn và bóng đêm đừng bao giờ có. Mà sau này khi lớn lên mới nhận ra rằng đó chỉ là sự mơ ước không tưởng, mơ ước của những trẻ thơ đầy sợ hãi, sợ bóng tối. Cảnh sợ hãi bệnh hoạn liên miên theo tôi rất nhiều năm. Ngoài ra, những trận đòn khốc liệt còn dồn dập lên thân tôi. Có nhiều lúc, sau những trận đòn, thân thể tôi bị thương tích bầm tím nhiều nơi, có chỗ chảy máu. Nhiều khi bị đòn quá nặng, tôi đi không được. Quá đau đớn và mất niềm tin vào cuộc sống, nên mặc dù còn nhỏ, tôi đã có ý định tự tử nhiều lần. Nhưng dừng lại vì sợ khi tự tử chết rồi, ba má tôi sẽ bị công an cảnh sát bắt. Thế là tôi bỏ ý định tự tử. Tôi bị đánh đập hành hạ, có lẽ vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình được ba tôi thương nhất. Khi ba và má tôi chia tay, thế là tôi trở thành nạn nhân. Mỗi lần tôi nhớ và nhắc đến ba là bị đòn chí tử. Dường như bao nhiêu tức giận, hận thù, khó khăn trong gia đình đều đổ dồn lên thơ ấu của tôi. Quả thật là một tai họa lớn đổ lên tuổi thơ tôi. Mặc dù bệnh hoạn và bị hành hạ, nhưng tôi vẫn thương yêu má. Những hình ảnh má tôi thức khuya dậy sớm, buôn bán tạo tần để cho tôi được đến trường học, rồi có những bữa cơm tôi ăn và quần áo cho tôi mặc. Những kỷ niệm đẹp và cao quý đó tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời. Đặc biệt, nhờ sự khuyến khích của ba má, nên tôi đã cố gắng học và rồi thành công mới có được cuộc sống đầy an lạc, hạnh phúc như ngày hôm nay. Nhờ ân đức ba má nên tôi mới có được thân này. Nhờ có được thân này, tôi mới thưởng thức được nhiều cái hay, cái đẹp trong cuộc đời và làm được một số điều phước đức. Bỏ ý định tự tử vì sợ người thân bị công an cảnh sát bắt, thế là tôi quyết định trốn nhà ra đi. Mà đi đâu bây giờ? Ra đi bị đói khổ, không nhà ở, thế là còn khổ hơn khi bị má đánh đập. Thà bị thương tích, bị đánh đập còn có cơm ăn, có chỗ ở. Khi nhỏ, nhưng tôi đã suy nghĩ những điều này. Nhưng nếu trốn về ở với ba một thời gian, ba lại dắt về má thì lại bị đòn nặng hơn. Việc trốn nhà ra đi hay ở lại đã làm tôi phân vân rất nhiều tháng. Nhưng vì bị đánh đập dồn dập chịu không nổi, thế là cuối cùng tôi đành trốn nhà ra đi vào một đêm khuya sau một trận đòn nặng mà tôi phải lết đi từng bước. Mặc dù lê bước khó khăn nhưng vẫn cố lết đi, khi trong nhà má tôi và các chị và em còn đang ngủ ngon. Tôi rời khỏi nhà mà nước mắt cứ chảy giàn giụa, vì cũng còn rất thương má, các chị và em út. Nhưng vì bị đánh đau quá chịu không nổi, hốt hoảng nên bắt buộc phải ra đi. Khi ra đi khỏi nhà rồi mới biết gia đình dù sao vẫn là tuyệt vời, còn có nhiều hạnh phúc mà nơi khác không có. Nhiều ngày tôi đi lang thang ngoài đường, bị đói và khát, lúc đó mới thấm thía khi ở nhà có cơm có nước mà ăn uống, có chỗ ngủ nghỉ, có dịp tới trường học gặp thầy cô và bạn bè. Nhiều ngày lang thang đói khát nơi thành phố Sài Gòn, một vài người cho tôi ăn bánh mì, xong no nê, thế là anh Năm kêu tôi làm bậy. Tôi đã từ chối quyết liệt, biết không sai khiến tôi làm chuyện sai quấy được, thế là anh Năm bỏ tôi vào một đêm khuya. Khi thức dậy, tôi đi tìm anh mãi để xin lỗi, nhưng tìm không ra.
thế là trận đối khác kế tiếp lại đến. Quá bế tắc và đau khổ, không còn cách nào khác. Thế là tôi tìm cách về lại Bến Tre với ba, hy vọng để hết khổ. Khi đến Bắc Rạch Miễu, thầy Hoàng Nhơn đã đợi tôi từ lâu, rồi thầy cứu đời tôi. Cuộc gặp gỡ này là cả một sự mầu nhiệm. Phải người có sự tu tập thì mới hiểu được phần nào sự huyền bí của vũ trụ. Có dịp tôi sẽ kể thêm về sự gặp gỡ kỳ diệu này. Tôi gặp thầy Hoàng Nhân, thầy cho tôi uống thuốc, những cây thuốc quý trồng nơi vườn chùa, chữa hết tất cả mọi bệnh tật và truyền dạy cho tôi nhiều mật pháp. Thế là tôi lấy lại niềm tin vào cuộc đời. Có thể nói gặp được bậc chân sư này là cả một phúc đức và may mắn lớn cho cuộc đời tôi. Thầy đã huấn luyện dạy tôi nhiều mật pháp để được thành công và hạnh phúc mà tôi nghĩ không tìm được ở nơi nào khác. Sau khi học hành tốt nghiệp tạm xong, tìm được việc làm tốt và có cuộc sống an vui, hạnh phúc, và trong vòng đời danh vọng nhiều cạm bẫy, nhiều quyến rũ trần gian, tôi vẫn là một con người bình thường và rất trần tục như bao chúng sinh khác. Nhiều lúc vì bả danh lợi nên tham sân si cứ tăng dần, nhiều lúc vì vô minh che lấp tưởng chừng đã dính vào những điều tội lỗi và thất đức. Nhưng nhờ sự kính trọng và lời dạy mật pháp của bậc chân sư, thế là tôi đã làm được một vài điều phúc đức trong đời này. Tôi rất quý mến và chân thành giúp đỡ những học trò nào thành tâm và thành thật, sống có lý tưởng như sư phụ Hoàng Nhân đã quý mến và giúp đỡ tôi một cách chân thành, không phụ lợi. Tôi đã làm như vậy như thầy đã dạy. Tôi kính quý sư phụ tôi thôi, thế mà ngày nay có cả ngàn học trò đệ tử khắp nơi trên thế giới kính quý tôi. Nhiều anh chị em đã hùng tiền nhau lại là một tòa nhà với 108 phòng để tặng riêng tôi. Trong ấy có 3 phòng đặc biệt để tôi ở và làm việc. Nhưng tới giờ phút này tôi chưa bao giờ dám vào ở trong những phòng ấy vì tôi sợ tổn đức. Vì tôi nghĩ việc thiện tôi làm chưa được là bao nhiêu nếu không khéo để người ta cung kính bái lại và thọ dụng tặng phẩm cúng dường của họ thì sẽ bị tổn đức như thầy tôi đã dạy. Anh chị em học trò đệ tử quý mến tôi, họ đã không hài lòng thái độ không dám nhận lãnh và thụ hưởng tặng phẩm của họ. Tôi biết vậy nhưng đành chịu chứ không sao thay đổi quan điểm của tôi được. Vì tôi vẫn còn có thể đi làm mướn, đi dạy học, có tiền để sống từ sức lao động của mình, thì làm sao tôi lại thọ dụng sự hiến cúng của họ. Có nhiều vị học trò khuyên tôi không nên đi dạy học hoặc làm việc nữa, để thời giờ tu tập và hướng dẫn họ tu tập. Mỗi người một tháng tặng tôi 1 đồng dư để tôi sống và làm việc. Tôi cũng tự khước vì tôi luôn theo lời dạy của sư phụ tôi. Nếu mình tu hành không đủ phước đức mà thọ dụng từ sự cúng dường của người khác thì có thể mất phước và phải trả quả báo lớn lao. Như trường hợp tôi đã trả quả báo với ông Bảy tại đất Phật. Chuyện quả báo này tôi phải trả ngay sau đó, chỉ vài tháng tại Việt Nam Phật Quốc Tự, Buddha Gaya, Bihar, India. Tôi khuyên anh chị em học trò đệ tử, nếu họ kính quý tôi thì ráng tu hành và làm nhiều điều phước đức ngay trong cuộc đời này. Tôi rất xúc động và tri ân các anh chị em học trò đệ tử đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc cho hòa bình Nepal, xây dựng 2 ngôi chùa Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal, xây cầu tình thương, đắp đường tặng quà người nghèo. Đặc biệt, họ làm cho tôi tòa nhà 108 phòng, cũng như hỗ trợ rất tích cực cho tôi làm nhiều việc phước đức khác. Như tôi đã nói, tôi quý một vị chân sư, một vị thầy mà ngày nay có bao nhiêu là học trò đệ tử trên thế giới giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong nhiều việc làm phúc đức. Chuyện này quả thật có nhiều điều nhiệm màu, đúng như lời Phật và các bậc chân sư dạy. Nhân nào thì quả đó. Và ông bà và cha mẹ chúng ta thường hay nói đi nói lại nhiều lần, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, hay như ngạn ngữ bình dân, ác lai ác báo. Câu chuyện thứ 9, ở hiền gặp lành. Ở hiền gặp lành là câu châm ngôn mà tôi thường nghe khi còn ở Việt Nam,
Lúc nhỏ thường nghe những người lớn nói đi nói lại, đặc biệt là những năm ở gần sư phụ tôi. Thầy dạy đi dạy lại chúng tôi triết lý đơn giản này. Tuy nó rất là đơn giản, nhưng nếu mọi người biết áp dụng một cách tích cực, nó sẽ mang lại cho ta rất nhiều điều lợi ích thiết thực ngay trong đời này. Thầy giải thích rất cặn kẽ và cho nhiều thí dụ rất cụ thể. Thầy nói, mình làm điều gì mà không có tâm thiện thì trước sau gì cũng sẽ có kết quả xấu. Thầy cho ví dụ mình làm buôn bán cho người khác sản phẩm chất lượng không tốt mà cứ đổ tiền ra tuyên truyền quảng cáo là đồ tốt. Có thể sản phẩm đó bán rất chạy, được lời rất nhiều, nhưng trong một thời gian sau, cuối cùng cũng sẽ bị thất bại và có khi bị tù tội và mất vốn, rồi nợ nần và cuối cùng có thể tù tội và chết thê thảm. Vấn đề này tôi đã quan sát rất kỹ từ nhiều năm trước. Tôi quan sát phần lớn những công ty quốc tế lớn nhưng không thành thật, sau cùng thất bại nặng nề. Ngược lại, những công ty nhỏ thành thật thì kết quả phát triển rất tốt đẹp, thành công, mặc dù có lúc gặp nhiều gian nan sóng gió. Cũng triết lý đơn giản này, tôi quan sát con người nào có phẩm chất hướng thiện, từ bi hỷ xả thì cuộc sống và gia đình họ thường được an vui, thanh thoát, trái lại vô cùng đau khổ. Tôi đi làm mướn và dạy học nhiều nơi trên thế giới, tôi được cơ duyên làm quen với lãnh đạo các công ty và một số lãnh đạo các nước. Người lãnh đạo nào có tầm nhìn đúng, với lòng vị tha rộng lượng thì công ty và đất nước của họ có dịp phát triển tốt. Còn ngược lại thì họ gặp bao nhiêu điều tai hại ập đến, của cải tan nát, ngai vàng sụp đổ, có vị bị chết bất đắc kỳ tử, không toàn thây. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, kể cả các lãnh đạo cao cấp của các tôn giáo cũng không thoát khỏi định luật công bằng này. Nhờ nghe lời thầy tôi dạy và áp dụng triệt để triết lý đơn giản này mà tôi được lợi ích biết bao điều cụ thể. Như trên 40 năm sống và làm việc trên nhiều chục nước trên thế giới, tôi đã áp dụng mật pháp đó nên thành công và an vui làm được nhiều việc tốt. Đây là sự thiết thực, lợi ích của triết lý đơn giản, nhưng cho nhiều an vui, hạnh phúc. Ở hiền thì sẽ gặp lành. 10. Thay lời kết. Quý vị vừa đọc xong phần 1 của quyển Con đường sáng. Cuốn sách nhỏ này không phải là hồi ký hay chuyện cổ tích thời xưa hay chuyện tưởng tượng, mà là một tập hợp điều tra khoa học, nghiên cứu, ghi chép rất vô tư, trung thực của từng trường hợp nhân quả. Thế giới hiện tại có đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng cuộc sống càng ngày càng ít an vui hạnh phúc và luôn luôn xảy ra nhiều biến động khủng hoảng, chiến tranh, thiên tai, hận thù. Vì nhiều người không tin nhân quả nên họ đã và đang gây nhiều đau khổ, nhiều tội lỗi với nhiều cử chỉ và hành động nghịch với luật thiên nhiên và vũ trụ. Vì vậy tạo nên nhiều xáo trộn cho cuộc sống. Thế là chiến tranh, hận thù và thiên tai xảy ra. Cuộc đời này vốn là vô thường ngắn ngủi, có đó rồi mất đó. Xin quý vị hãy cùng nhau thực hành tin nhân quả và cổ suý nhiều người cùng thực hành để cùng có an vui cho chính mình và cũng cho chính xã hội, cho đất nước mình đang sống. Và cứ như vậy sẽ lan tỏa ra nhiều nơi trên thế giới. Hòa bình, thịnh vượng và an vui hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Tôi viết quyển sách nhỏ này với lòng chân thành rút ra từ kinh nghiệm sống trong tận đáy lòng. Tôi ước mong được thấy mọi chúng sinh được sống trong an vui hạnh phúc. Trái đất này được mãi xanh và tươi đẹp giữa con người với con người biết yêu quý tôn trọng lẫn nhau. Tôi mong mỏi và hy vọng có đủ sức khỏe và thời gian để tiếp tục viết thêm quyển thứ hai. Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini, Phật lịch 2555 Lumbini, ngày trăng tròn tháng 4 Tân Mão, Thích Huyền Diệu. Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé.